À, chào mừng các bạn đến với kênh Tôi Yêu Nghề. Hôm nay là cái đây là cái khu hội trường của công ty mới mình đang công tác. Thì nói chung về cơ bản cũng đang hoàn thiện hết các cái đèn cũng như là máy lạnh và cái bộ loa âm trần của mình. Nói chung cũng đang hoàn thiện, trên sân khấu cũng đang hoàn thiện rồi, mà cái phần điện thì nó đã ok hết trơn rồi. Lắp mấy cái mặt rồi hết. Giờ chỉ còn đợi CP về để mình lắp cái tủ tổng này, điều khiển tổng này nữa là ok. Trước mắt các bạn là em Cường, là đồng nghiệp của mình. Đàn anh đi trước. Đang đấu điện cho chúng ta thử, để thử những cái bóng đèn LED âm trần như thế này. LED này là LED 6 tấc vuông ha. Mỗi miếng như là LED 6 tấc vuông hết. Đây là cái bùi nhùi ở trên đó, khu ổ chuột đó này, mà thả con chuột không lan lên là im luôn, cắn thứ gì chịu nổi. Đây là những cái điện, đây là điện ba pha của mình ha. Tại do máy lạnh có sử dụng điện ba pha cho nên là mình phải đi nguồn ba pha về đây. Dây này là dây 16 16 chấm 4 sợi, và một dây te là dây 10 chấm. Dây te là dây nối đất á. Giờ chúng ta sẽ xem coi cái công trình này nó có thành công không ha, bắt lên nó có bị gì không ha. Một là nó sáng đèn, còn hai nữa là nó bị luộc dây luôn ha. Nếu mà thành công thì nó sáng đèn, còn mà không thành công là nó mùi khét, nó bị luộc dây là các bạn hiểu rồi đó. Nên là để coi không biết nó thành công hay là bị thất bại đây. Tại lâu quá mới làm lại cái điện dân dụng này, không biết có nó có hoàn thành ok không nữa. Giờ chúng ta đang xem để đấu những cái dây điện vô. Thì ở đây mình dùng cái CB tép của EOS á để mình gài vô những cái thanh thanh dây này. Thì ở đây đèn này nó tổng cộng là nó 6 dãy, mỗi dãy nó có 4 bóng. Thì mỗi một cái CB tép sẽ điều khiển 4 bóng như thế này. Đó, từ từ trên sân khấu dài xuống tới phía dưới luôn. Thì ví dụ như hội trường người ta đông thì mình mở hết 6 dãy, còn nếu mà hội trường nó ít thì ta có thể mở ưu tiên hai dãy đầu hoặc là hai dãy giữa, còn hai dãy cuối thì không có ai cho nên mình khỏi cần mở. Thì đó cũng là một cái ý kiến hay trong cái vấn đề này. Đây là có 6 dãy đèn thì cũng có 6 cộng dây điện xuống để mình điều khiển nó, để mình đóng ngắt cho nó. Giờ để đấu điện coi, chúng ta coi coi nó có hoạt động được không ha, nó có sáng đèn không ha. 2 4 5 như còn bỏ cộng hả? 5. Do là chưa có CP EOS kia về, CP để có cái gài đồ gài về chưa có bắt đây được, cho nên dùng cái CP khối này sử dụng tạm. Sức dây kìa. Cầm cầm đưa cái ngón tay lên trên đầu có điện nó giật mẹ mày. Cái tay ngón trỏ cái ngón trỏ tự gơ điện đụng làm gì đâu, kỹ kỹ mấy chỗ đó nguy hiểm, mấy chỗ nhạy cảm mình biết chỗ nào nhạy cảm mình để ý, để nó quên quên chụp chụp vô đụng bụp vô gì nó dính. Giờ rồi, giờ mình sẽ quan sát nha. Nè, né né ra nè ơi, né 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 ra. Đồ, vậy cũng được ha, lắp vậy nó cũng sáng trơn ta. Có còn dãy nữa mà, tại vì mấy ổng đang làm nên chưa có bắt được. Sân khấu còn dãy nữa. Cái gì cũng đâu sáng đâu ta. Không. LED này sao nó không sáng được à?
Rồi để đó luôn đi. Ờ thắt đi chứ để làm gì. Không mấy mở cho sáng lên cho mày không thấy đường không làm vậy. Mở chơi điện chuồng. Còn quay nữa hả? Còn không có. Rồi chúc mừng em nha, em đã thành công. Rồi chúc mừng em. À, chúc mừng, sau này anh có công trình nữa anh sẽ kêu em thi công cái phần điện này giúp anh. Đấy, làm cũng cẩn thận tay chân nha. Điện không bà con nha. À, nó chơi quay lên cho bạn xem chơi thôi, giao lưu anh em biết chứ em mốt. À, sắp tới có dịp mình sẽ thi công cái điện bên văn phòng mình sẽ quay chi tiết hơn. Tại vì cái này lúc mình vô là nó đã lỡ dở rồi cho nên mình không có làm clip quay cho các bạn xem được. À, để mình sẽ hứa qua bên khu văn phòng đi mình sẽ làm clip về về cái điện dân dụng này bên 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 cái khu kia cho các bạn xem cho rõ. À, chào hẹn gặp lại bạn trong những clip sau.